Hé lộ cuộc sống hiện tại của con gái Mai Phương đã chuyển về ở với bố mẹ Phùng Ngọc Huy, thay đổi hẳn sau 2 tháng. Nghe những dòng chia sẻ của cựu quản lý Mai Phương, khán giả đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Hôm ngày 28 tháng 3 vừa qua, cô diễn viên Mai Phương đã trút hơi thở cuối cùng sau hơn 1 năm trời chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Một tuần sau tang lễ, bạn trai của cô, Phùng Ngọc Huy đã lên tiếng chia sẻ. Đã hoàn tất thủ tục nuôi dưỡng bé Lavi, tin vui này khiến đông đảo chị em nghệ sĩ và khán giả yên lòng. Bởi vốn dĩ, bố con Phùng Ngọc Huy và Lavi đoàn tụ là tâm niệm mà Mai Phương luôn mong muốn trước khi qua đời. Dù vậy, những ngày vừa qua, ồn ào bố mẹ Mai Phương làm việc với luật sư để giành cháu ngoại khỏi tay Phùng Ngọc Huy. Mới đây nhất, cựu quản lý của cô diễn viên đã có những chia sẻ xoay quanh việc này và tiết lộ tình hình hiện tại của bé Lavi. Nhân vật này cũng cho biết cháu gái hiện đang chuyển về ở với ông bà nội được 2 tháng, chứ không ở cùng hai cô bảo mẫu như nhiều người vẫn nghĩ. Lý do là vì bản thân anh Huy và gia đình nhà nội cũng không muốn chuyện cá nhân ảnh hưởng đến gia đình hai cô Mi. Anh cũng chia sẻ thêm là vì rất thông minh, khả năng dễ thích nghi của bé là do trời phú, hai cô bảo mẫu vẫn thay phiên qua nhà nội của Lavi hỗ trợ chăm sóc bé. Vì hai cô Mi khi nào cũng ở bên cạnh nên Lavi không còn gì bỡ ngỡ, gia đình nhà nội, mọi người đều chung tay bảo vệ Lavi để con được bình an. Chuyển về ở với ông bà nội, Lavi mũm mĩm: "Tôi và mọi người hay trêu đùa bé là ú nu hiền muội." Về phần bố ruột của bé Lavi, Phùng Ngọc Huy dù còn kẹt ở Mỹ, chưa về được nhưng vẫn thường xuyên gọi điện về nhờ gia đình tổ chức lễ cúng đầy đủ cho Mai Phương. Những khoản chu cấp hàng tháng đã đảm bảo kinh tế để hai ông bà và bảo mẫu chăm sóc Lavi với điều kiện tốt nhất. Sự kiện hết dịch, nam ca sĩ sẽ bay về nước đoàn tụ cùng con cái. Anh Nhật tiết lộ mỗi khi đến những kỳ cung thất, 49 ngày cho Mai Phương, Phùng Ngọc Huy đều gọi điện về. Nhờ vào mọi người giúp đỡ, sắp xếp thời gian đến với cố nghệ sĩ, hàng tháng nam ca sĩ cũng chu cấp đầy đủ kinh tế để hai bảo mẫu và ông bà nội yên tâm chăm sóc Lavi.